Tết làm gì được. Cứ tổng mất mấy cây này mà ba bốn cái kia, ba cái kia lên cả thêm hai cây nữa thì không sao lên được. Này ít đốt pháo nhỉ, mọi năm trước thì đốt nhiều đấy, hay là mình ra muộn quá người ta đốt hết rồi. Vừa thấy đốt mấy quả. Năm cây các bạn. Này đốt đêm mới đẹp, này phí quá. Đúng là, có, vâng, đốt đêm mới đẹp. 5 lít đi chứ bắn vậy này là bệ bệ hoa này cũng phải 5 lít. Bà pháo quốc phòng đắt lắm. Úi rồi bắt đầu các bên gáy nhau. Ui, bắn lâu đấy nhỉ, cái bệ này to nhỉ. Mẹ bảo thế. To thế. Nghĩa trang liệt sĩ.